cua, ghẹ, những hải sản đắt đỏ vốn dành cho nhà hàng lại được bán với giá siêu rẻ 25-60.000 đồng trên 1 kg trên vỉa hè ở Sài Gòn, nhập từ các tỉnh Cần Thơ bán giá 25.000 đồng trên 1 kg. Dọc đường Kha Vạn Cân, đoạn cầu Bình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh tập trung rất nhiều hàng quán bán cua ghẹ, sò, lông, nghêu, ốc hương với giá siêu rẻ. Chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng là các chị em có thể mua được cua ghẹ và ít nghêu, sò cho bữa cơm chiều. Giá cua ghẹ ở khu vực này được bán rẻ theo thời gian. Càng về chiều tối, giá của cua ghẹ càng rẻ, từ 125.000 đồng trên 1 kg, giảm hẳn xuống 25.000 đồng trên 1 kg. Các loại cua ghẹ này đều đã chết, nhấc lên có mùi hôi thối khó chịu, nhưng chủ hàng vẫn quảng cáo là tươi ngon, hàng mới nhập từ Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Gò Công ở Tiền Giang. Cua biển cũng có giá siêu rẻ bất ngờ, cua càng xanh giá dao động từ 75.000 đồng đến 110.000 đồng trên 1 kg. Nếu chịu khó mặc cả, chị em còn có thể mua được với giá hời hơn. Và nếu giá nhá nhem tối, người mua còn mặc cả được với giá rất rẻ là 25.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, không phải hàng nào cũng bán giá hời như vậy. Một số hàng có bạn cua ghẹ tươi, cua càng xanh nhiều thịt lại chào hàng với giá 150.000 đồng trở lên. Họ chỉ bớt 10-20.000 đồng trên 1 kg. Nhưng đến chiều tối thì giá giảm cao hơn, thậm chí là giảm 50.000 đồng trên 1 kg để bán nốt còn về. Các loại sò lông, sò huyết, nghêu, ốc hương có giá dao động từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng trên 1 kg và được khá nhiều chị em chọn mua về để nấu canh, hấp, xào me. Ngoài ra, các hàng thịt cá sấu 70.000 đồng trên 1 kg, cá mú, cá chấm, cá trôi cũng có giá rẻ hơn hẳn so với ngoài chợ bán. Chất lượng thì ở đây hên xui. Theo chân bà Sử, người nội trợ chính trong một gia đình 6 người ở đường 18 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, chúng tôi được bà tiết lộ, giá các loại hải sản ở đây rất rẻ nhưng mua thì hên xui. Vì có hôm mua được thì thịt tươi ngon, hôm lại với giá phải con ghẹ chết. Hôm lại vớ phải con ghẹ chết, mở ra toàn giòi thôi. Theo quan sát, các loại thịt cua ghẹ ở đây đều hầu hết đã chết và không còn tươi. Ví dụ, nếu gặp người khó tính, mặc cả giỏi thì mua được cua ghẹ chỉ vài 30.000 đồng trên 1 kg. Nhưng với những người dễ tính hoặc không biết xem hải sản thì giá có thể trên trời. Hơn nữa, người bán thường trộn lẫn cua ghẹ sống và đã chết, bỏ chung vào một thau. Khi người mua gọi, họ sẽ nhanh tay xếp lẫn lộn vào túi. Còn nếu mua mà chọn từng con tươi sống thì giá sẽ cao hơn. Chưa hết, các loại sò, ốc, huyết, nghêu, theo tiết lộ của anh có tên viết tắt là V, chủ hàng ăn ở khu cá sấu Hoa Cà. Các loại này đều đã chết, được gọi là hàng giạt mà họ gom về bán với giá cao để lấy lời. Tất nhiên, họ có trộn lẫn với các loại ngon vào chung để người bán không chê. So với các khu cua ghẹ khác trong thành phố như Sa Lộ Hà Nội ở quận 2, Vạn Kiếp ở quận Bình Thạnh, Đỗ Xuân Hợp ở quận 9, thì cua ghẹ ở Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức cũng cùng một lợi mối lấy. Và người bán thì tùy nghi di tản, tức là nay bán chỗ này, mai bán chỗ khác. Do đó, một số lời quảng cáo không ngon đưa ra em đổi cũng là một chiêu cảnh giác đối với khách hàng.